Từ chiều ngày 1 tháng 7, rất đông người dân tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội đã lập lán trại, ngăn không cho xe rác vào bãi xử lý rác Nam Sơn. Và đến ngày hôm qua, mùng 4 tháng 7, tình trạng này vẫn chưa được giải quyết, khiến cho hàng ngàn tấn rác thải đang tiếp tục bị ùn ứ tại nội đô. Theo ghi nhận, tình trạng ùn ứ rác thải đã xảy ra nhiều quận của thành phố Hà Nội, trong đó nghiêm trọng nhất là các quận Cầu Giấy, Hai Bà Trưng, Nam Từ Liêm, Long Biên. Các xe rác được tập kết ngay hai bên đường và các khu đất còn trống. Mặc dù nhiều nơi đã được che chắn bằng bạt, nhưng mùi hôi thối vẫn cùng ảnh hưởng nặng nề tới người dân xung quanh. Chính quyền huyện Sóc Sơn đã có buổi đối thoại với người dân, tuy nhiên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung do chênh lệch về giá đền bù và hỗ trợ đất tái định cư cho người dân. Đến sáng qua, nhiều người dân vẫn tiếp tục chặn đường, không cho xe chở rác vào khu xử lý.